Ok, chốt đơn, quá rồi ạ, phải chốt đơn. Và đây là một trong những cuốn sách mà Lai có thể đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Mua sách với cái kiểu mà FOMO, mọi người sợ là mình bỏ lỡ. Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Lai Reading. Trong video ngày hôm nay thì tụi mình cùng trở lại với chuyên mục BookHaul ha. Lai rất là mê làm BookHaul luôn đó mọi người. Tại vì mỗi lần làm là sẽ được giới thiệu cho mọi người rất nhiều sách mới, sách xinh đẹp, đồ các thứ của nhà mình á. Thì trong video ngày hôm nay sẽ là một số cuốn sách mà Lai mua, một số còn lại là sách mà Lai được tặng trong khoảng đầu năm vừa rồi. Bây giờ thì không xem xin nữa, tụi mình cùng bắt đầu đến với chuyên mục của ngày hôm nay nha. Let's go. Đầu tiên ấy, một cuốn sách mà Lai rất là muốn khoe cho mọi người luôn, đó là Everything is Okay của tác giả Debbie Tung. Mua được cuốn này rất là duyên số luôn đấy mọi người. Hôm bữa thì Lai đang đi nhà sách Hải An cùng với các em của mình, thì đang lượn lờ ở cái quầy sách ngoại văn ấy. Và mọi người biết là sách ngoại văn ở Hải An thì không có nhiều lắm, kiểu lâu lâu chỉ có một vài đầu sách mà hot hot thôi, mà thường là sẽ hết rất là nhanh luôn. Giá Việt là 285.000. Những cuốn sách tranh như thế này ấy, mọi người, mà bình thường nếu mà giá mà Lai mua ở nước ngoài ấy, thì nó cũng phải tầm 400.000 trở lên đấy. Lai không hiểu tại sao giá sách ngoại văn mà sách tranh nó mắc cực kỳ luôn. Cuốn sách này nói về trầm cảm với mọi người. Cô gái trên biển này của tụi mình này đang làm một công việc mà rất là mệt mỏi, thường phải tăng ca này. Lúc mà mới bắt đầu thì cô gái này chỉ là thường xuyên có những cái suy nghĩ tự trách bản thân mình là tại sao mình lại thế này, tại sao mọi người xung quanh mình đều rất là hạnh phúc nhưng mà có vẻ như là chỉ một mình là không thấy ổn thôi. Dần dần thì những cái suy nghĩ này nó càng trở nên tồi tệ hơn ấy. Đến một giai đoạn là cô này không muốn làm một cái gì hết, chỉ có muốn nằm dài trên giường thôi. Xong rồi còn có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực, nếu mà mình không có mặt trên đời này thì có phải thế giới này sẽ xinh đẹp hơn không. Rất là may cô gái này thì có một người bạn trai, mà người bạn trai này thì là một người rất là lắng nghe này, rồi luôn cố gắng chia sẻ với cô ấy. Nhờ sự giúp đỡ đồng hành của bạn trai, cô gái này đã có động lực để mà tìm đến bác sĩ. Dần dần rồi cô ấy cũng có những cái suy nghĩ tốt đẹp hơn này, yêu cuộc sống này hơn, biết cách quản lý những cái cảm xúc này cũng như là những cái suy nghĩ tiêu cực mà nó đang xuất hiện trong đầu của mình ấy. Cái hành trình của cô gái này rất là hay luôn đó mọi người, đặc biệt là những bạn nào mà đang trải qua những cái giai đoạn rất là tồi tệ, mệt mỏi, hoặc là đang gặp những cái căn bệnh về tâm lý, về trầm cảm đồ các thứ ấy, thì mọi người có thể tham khảo thử cuốn này ha. Không phải là một cái câu nói sao rỗng như là ở không sao đâu, sẽ ổn thôi gì gì đó, mà nó là kiểu mà ngay cả khi bạn đang cảm thấy rất là tồi tệ, ngay cả khi bạn đang rất là mệt mỏi, ngay cả khi cảm xúc của bạn nó đang rất là chênh vênh thì nó đều ổn ấy. Hôm mà Lai mua ở nhà sách Hải An ấy thì chỉ còn một cuốn duy nhất thôi, nhưng mà hôm bữa Lai có ngo lên trên mạng tìm thì pha xe cũng có. Nếu mà bây giờ vẫn còn thì Lai sẽ gắn link ở bên dưới phần mô tả cho mọi người ha. Tiếp theo là một cuốn sách ngoại văn tiếp, See and Her Cat. Cuốn này thì Lai mua tại vì bìa mọi người, bìa quá là xinh, nhìn thôi là thấy xinh rồi. Thật ra ban đầu cũng chưa có động lực mua lắm, mới bỏ trong wishlist thôi. Xong rồi chị Vega đọc, chị Vega kêu là trời ơi hay lắm Lai ơi, mua đi. Mà văn phong các thứ thì rất là dễ đọc, không có bị khó đâu. Và bìa cứng với mọi người, xinh như thế này thì thôi, đã khen như thế thì mình chốt đơn thôi. Hình như cuốn này Lai mua trên pha xe cũng chỉ có 200 mấy thôi ấy, mọi người. Ok, tiếp tục là chuyên mục sách ngoại văn. Nhưng mà đây là sách mà Lai mua với giá cực kỳ rẻ. Hai cuốn này thì Lai mua ở nhà sách Phương Nam ở chi nhánh Vạn Hạnh Mon. Hôm bữa thì Lai đi chơi với bạn Lai ở nhà sách bên đó. Lúc mà mình đang lượn trong đấy thì thấy một cái quầy là giảm giá 50%. Ban đầu thì Lai cũng không có để ý lắm, tại vì thấy là cái đầu sách nó có vẻ không có phải là gu của mình ấy. Nhưng mà tự nhiên Lai thấy cuốn này hết hồn luôn mọi người, Về Nhà Của Fan Việt. Tại vì Lai nhớ là Lai đã từng tìm cuốn này cho một người chị, mà cuốn này thì hết hàng trên mọi mặt trận rồi. Hôm đấy là tình cờ bạn Lai best Lai thì Lai mới mua được cho chị ý. Mua sách với cái kiểu mà FOMO, mọi người sợ là mình bỏ lỡ. Ok, đây là cuốn sách mà đã hết hàng trên mọi mặt trận rồi, mà kiếm thì chắc là kiếm khó lắm thôi, chốt đơn. Còn cuốn này là Benchico. Cuốn này mọi người, cái bìa ở phía sau nó chỉ bị rách một cái xíu xíu như thế này luôn này, mọi người thấy không, chỗ này này đấy, một chút vậy thôi mà giảm giá 50%. Thì Lai mua cuốn này với giá 100.000, không tin được đúng không? Lai cũng bất ngờ luôn. Mà bình thường thì Lai rất là không thích những cuốn sách tiếng Anh mà nó tầm nhỏ nhỏ mà giấy xém xém như thế này, tại vì chữ nó rất là nhỏ mà chất giấy còn xém nữa thì rất là khó đọc với mọi người. Nhưng mà được cái cuốn này thì chất giấy nó không quá ngại màu xém, và cái dàn chữ ấy, nó cũng không bị quá là nhỏ, cho nên là ok, chốt đơn, quá rồi ạ, phải chốt đơn. Cuốn này thì đã có bản dịch tiếng Việt rồi mọi người. Lai nhớ không lầm thì còn có phim nữa, cho nên là một thời rất là nổi tiếng, mọi người nhắc đến rần luôn. Tiếp theo là cuốn này, cũng là một cuốn mà Lai rất là mê, Tước Gấm Giấu Đay, tập truyện ngắn. Thì cuốn này ấy, mọi người nhìn bìa thấy đẹp không? Bìa cứng nha, bạn đặc biệt được tặng một chiếc quạt xinh xinh như thế này. Thì cuốn này ấy, Lai thích ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà Lai thấy, hôm mà Lai đi nhà sách ấy. Không hiểu tại sao nha, bình thường thì Lai không có đọc sách sự quá là nhiều đâu, nhưng mà tự nhiên lúc mà nhìn thấy cuốn này cảm thấy nó rất là đẹp và có một cái gì đó rất là cuốn hút mình ấy. Xong rồi cái mình thấy là nói về những nữ nhân khuynh biến hoàng triều, thấy nó cũng hay hay mà tập truyện ngắn nữa chắc là dễ đọc thôi. Xong rồi có một buổi tối Lai không ngủ được, ngồi lên trên sọc bia, mọi người biết rồi đấy, những buổi tối mà thức đến 2 giờ sáng không ngủ được là chỉ có chốt đơn thôi. Thế là Lai mới
thấy cuốn này giảm giá rất là nhiều, tại vì mua trên livestream mà ép mã của sàn của shop ấy chỉ còn tầm 100+ thôi mọi người, và lúc mà về khui ra thì rất là bất ngờ luôn. Trong sách thì có rất nhiều trang minh họa và trang nào cũng có màu ấy mọi người, chất giấy rất là đẹp. Xong rồi lúc mà Lai nhận hàng ấy thì Lai còn được tặng thêm một cuốn này nữa mọi người, Tường Lửa Tiểu Thuyết của tác giả Đức Anh. Thật ra Lai không biết gì về cuốn này hết, nhưng mà thấy được tặng thì cũng vui vui. Gửi những người tuổi 30 hay suy nghĩ khi mà bạn gần chạm cái cột mốc 30 rồi, cái là kiểu bạn cảm thấy những cuốn sách như này là bạn sẽ chốt đơn liền. Kiểu cái tên nó rất là đánh đúng vào tâm lý của những người mua sách đó mọi người. Tác giả của cuốn này là Kim On-chu. Khi mà cô chuyển sang Mỹ định cư này xong rồi bắt đầu apply vào các trường đại học nha. Một người không giỏi tiếng Anh nhưng mà đã có được học bổng để học trong trường đại học ở Mỹ. Xong rồi cô còn vào làm trong Google nữa, quá là đỉnh. Ban đầu thì cô vào làm trong Google thì cô cũng có những cái cảm xúc như là cảm thấy tất cả mọi người xung quanh mình ai cũng rất là giỏi ấy. Và có vẻ như là cái việc mà mình vào được đây là chỉ do may mắn thôi, chứ mình không hề có tài năng gì hết. Nhưng mà rồi sau đấy cô ấy đã tìm ra được một cách để mà tin tưởng hơn vào bản thân mình. Cuốn sách này đi qua những cái chủ đề cũng rất là đời thường, giống như những cuốn sách self-help mà mọi người hay thấy ấy. Đừng ép bản thân làm những việc không phải là mình này. Kỹ năng ứng xử để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Tiếng Anh quan trọng là nội dung và sự tự tin. Đoạn đầu tiên mà khiến Lai rất là ấn tượng khi mà đọc cuốn sách này ấy là tác giả có nói về câu ếch ngồi đáy giếng. Trong vài năm qua tôi chỉ quan tâm đến việc mình sống ở đáy giếng, biển lớn hay đảo nhỏ, và luôn cố gắng trở thành một thứ gì đó mới mẻ như làm ếch biển thay vì ếch thường. Nhưng trên đời làm gì có chuyện đó, vốn là một con ếch từ khi sinh ra nên việc trở thành một con ếch cũng không có gì là sai trái. Kể từ đó mọi thứ thay đổi, tôi không còn dằn vặt bản thân và nhận ra mình là một con ếch thông minh, dũng cảm và xinh đẹp biết bao. Thì đó, tụi mình cứ hay nghĩ mình là một con ếch bơi ra biển lớn ấy, nhưng mà một con ếch ở ao làng thì cũng có cái hay của một con ếch ở ao làng, thì lúc nào muốn thì cứ bơi ra biển thôi, còn không muốn thì ngồi trên thuyền để thuyền trở về. Vậy nên là đừng có quá quan trọng chuyện mình là một con ếch hay không, mà quan trọng là bản thân mình đang phát triển như thế nào, mình có những cái giá trị gì. Đợt tháng 2 vừa rồi thì có sinh nhật Lai ấy, và ngoài những món quà dễ thương mà các bạn bè, anh chị em bạn gì đồ các thứ tặng cho mình, thì mọi người cũng tặng cho mình rất là nhiều sách. Dù là mình đã có 1000 cuốn sách luôn đó mọi người, nhưng mà mỗi lần được tặng sách thì đều cảm thấy rất là vui. Để Lai giới thiệu cho mọi người ha. Đầu tiên là cuốn sách Con đường chẳng mấy ai đi của Scott Beck. Cuốn này thì Lai được chị Vega tặng cho. Hôm bữa lúc mà Lai đang đọc cuốn sách Ôm lấy bạn thân tuyệt vời thì thấy trong đó người ta có nhắc đến một cái đoạn trong cuốn sách này. Cuốn sách này thì giúp tụi mình khám phá bản chất của các mối quan hệ và của một tinh thần trưởng thành, giúp chúng ta học cách phân biệt sự lệ thuộc với tình yêu, làm thế nào để trở thành những bậc phụ huynh tinh tế và nhạy cảm, và cuối cùng là làm thế nào để sống chân thật với chính mình. Ở trang 113, si mê không phải là yêu, yêu không phải là một cảm xúc. Nhiệm vụ quan tâm thì quan tâm có phải là một nhiệm vụ hay không? Xong rồi dám chịu mất mát. Rồi nói chung là có nhiều chủ đề mà nó cảm giác cho mình rất là thú vị ấy. Là rất là thích đọc về tình yêu. Và không chỉ có tình yêu, trong này còn có nhiều chủ đề khác như là kỷ luật này, trì hoãn ham muốn này, rồi chạy trốn tự do, với lại phần tôn giáo. Thì Lai thấy cuốn này rất là thú vị mọi người. Nếu mà bạn nào đam mê đọc về sách tâm linh rồi phát triển tinh thần, phát triển bản thân rồi các thứ ấy, thì mọi người có thể tham khảo thử cuốn này ha. Tiếp theo là Giận của Thầy Thích Nhất Hạnh. Cuốn này thì Lai được cô May tặng cho. Thì Giận ấy Lai đã từng đọc một lần, hình như năm 2021 2022 gì đó rồi. Nhưng mà thời gian đó có lẽ Lai đọc nó không đúng thời điểm lắm với mọi người. Lai cảm thấy nó không giúp ích được gì cho mình nhiều lắm. Thế là Lai cũng không đánh giá cao cuốn sách này. Nhưng mà hôm vừa rồi coi video của cô Hường Như Xuân thì thấy cô Hường Như Xuân bảo là cơn giận ấy nó không chỉ bùng phát ở trong mỗi cái khoảnh khắc đó, mà nó còn là cái mà đã tích tụ qua rất nhiều thứ rồi. Ví dụ trong ngày hôm đấy tụi mình coi những cái gì này, tiếp xúc với những cái gì, tụi mình đang đón nhận những cái luồng năng lượng như thế nào ấy, thì những cái đó nó tích tụ dần dần, và đến lúc mà cái cơn giận nó bộc phát ấy, thì đó là cái giận nó đi từ từ đi lên, chứ nó không hẳn là chỉ có đến cái điểm đó nó mới là cơn giận đâu. Thì Lai thấy cái ý này rất là hay, thế là Lai mới muốn đọc lại. Thế là hôm bữa cô May nhắn tin, cô May kêu là Lai ơi, sinh nhật Lai muốn tặng cuốn sách nào, Lai gửi qua một cái wishlist và cô May chọn cho Lai cuốn này. Ok, tiếp theo là một cuốn siêu cấp đỉnh luôn đấy mọi người, The Boy, The Moon, The Fox and The Horse. Thì cuốn này là của tác giả Charlie McCarthy. Lai từng coi một cái story của một chị nào đó trên Instagram ấy, có đăng ảnh một cuốn này, Lai đã thích cách đây tầm vài năm rồi. Thế là Lai cũng ngó lên mạng, Lai đọc ebook. Nhưng mà đọc ebook thì nó không đủ cái độ đã mọi người, dù là mình đã đọc hết rồi, nhưng vẫn cảm thấy là mình muốn có sách giấy. Thế là Lai ngó lên, Lai tìm thử thì trời má ơi, sách giá cao kinh khủng khiếp luôn. Có một shop bán mà hình như đến 600+ nghìn đấy. Thế là Lai mới nhờ bạn check thử trên Amazon thì giá rẻ hơn rất là nhiều. Thế là cuốn này bạn thân của Lai đã mua cho Lai và mang về cho Lai. Trời ơi, có con bạn thân rất là đáng đồng tiền bát gạo. Thì cuốn này ấy là việc cứng, xinh đẹp xịn sò, và ở trong là tranh minh họa như thế này này mọi người. Cuốn này thật ra
nó giống như là dạng một cuốn sách không hề có một cái nội dung nào hết ấy. No plot chứ phải mọi người. Thì cuốn sách này kể về hành trình của một cậu bé này, một con trồn, một chú ngựa, lại một con cáo, trên một cái hành trình đang đi đâu đó. Thì trong suốt cái hành trình ấy, cậu bé, chú ngựa, con trồn với lại con cáo này mới có những cái cuộc đối thoại với nhau, và những cuộc đối thoại này rất là hay luôn. Con trồn thì bảo là tôi rất là nhỏ bé, thì cậu bé này bảo đúng vậy, nhưng mà bạn đang tạo ra những thay đổi rất là lớn. Cậu bé bảo là thỉnh thoảng thì tôi cảm thấy mình đang lạc lối. Con trồn mới bảo là tôi cũng vậy, nhưng mà chúng tôi yêu bạn và tình yêu sẽ mang bạn trở về nhà. Đấy, kiểu những câu nói mà trời ơi siêu cảm động luôn ấy. Nó không có bao nhiêu chữ hết nhưng mà nó vẫn truyền cho mình những cái cảm giác mà cảm thấy rất là an yên, bình an. Và cuốn sách này cũng cho mình một cái góc nhìn khác về những điều nhỏ bé ở trong cuộc sống này ấy. Có thể là tụi mình nhìn nhận tụi mình rất là nhỏ bé, hoặc là cảm thấy là những việc mình đang làm nó không đáng là gì hết, nhưng mà thật ra tụi mình vẫn đang tạo ra những cái thay đổi tốt đẹp cho thế giới này ấy. Vậy nên là yes, những cái điều nhỏ bé nhưng vẫn là những điều xinh đẹp. Và khi mà tụi mình nhìn ra được ý nghĩa từ trong những cái điều nhỏ bé hàng ngày như vậy ấy, thì đó là lúc mà tụi mình đang sống một cuộc đời hạnh phúc với mọi người. Trời ơi, nói chung là Lai rất là mê cuốn này. Những cuốn sách tranh nhưng mà nó truyền tải rất nhiều ý nghĩa mọi người. Và đây là một trong những cuốn sách mà Lai có thể đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Và mỗi lần đọc thì sẽ là một trải nghiệm, một cảm giác hoàn toàn mới luôn đó mọi người. How Now Song We Live của tác giả Charles Conson. Thì cuốn này là một người bạn của Lai hôm bữa bạn tặng. Cứ tưởng là người tặng ẩn danh ấy mọi người, tại vì không biết là ai gửi hết đùng cái. Nhận sách cái mở ra thấy một cuốn sách to đùng. Ở trong thì còn có một dòng chữ bạn viết cho Lai là This is from a non-believer to a faithful Christian USA Feb 24. Đó, cũng không đề tên luôn nha. Xong rồi sau đấy, mãi sau đấy lâu hay lâu, Lai mới chợt nhớ ra là ôi, như hôm bữa bạn bảo bạn gửi tặng sách cho mình, cái nhắn tin lại thì đúng là bạn tặng. Thì cuốn này ấy, bạn Lai là kiểu thủy thủ ấy mọi người. Bạn đi tàu và đi rất là nhiều nước khác nhau á. Thế là hôm bữa bạn hỏi Lai là muốn mang quà gì về, thì Lai nói là mày đi tàu đi rồi mày thấy ở đâu có sách hay hay á thì mình mang về cho tao một cuốn là được rồi. Thế là bạn mang về cho Lai. Cuốn này bạn đi chắc là đi Mỹ. Ôi nhưng mà ở trong bìa đẹp lắm ấy mọi người. Nó như thế này này, bìa xanh xong rồi còn in dập nổi cái chữ tên sách lên trên như thế này, biết là mọi người thấy không? Bạn limited edition nữa chứ trời, có là xịn luôn. Đại loại là cuốn này nói về tôn giáo và nói về cách làm sao để mà mình sống một cuộc đời vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tiếp theo là hai cuốn sách mà Lai nhận được từ Nhãn Em Hồ Chí Minh. Cuốn đầu tiên là Khoa học về lối sống. Chỗ cuốn này rất là xịn nha mọi người. Tên tiến sĩ này thì Lai không biết đọc, nhưng mà cuốn này là DK mọi người. Mọi người biết những sách về DK, sách về khoa học đồ các thứ thì rất là ok le. Vì cứng xịn sò như thế này ha, trong này là tranh minh họa xinh lắm. Và bộ trang sách đều có màu ấy mọi người. Cuốn này thì là trong wishlist của Lai hôm bữa lúc mà Nhãn Em, bé Nam nhắn hỏi coi là chị ơi chị thích cuốn nào không em gửi tặng, thì Lai đã chọn ngay cuốn này. Mục lục của cuốn này ấy, đi qua các phần là buổi sáng, buổi chiều, buổi tối và ban đêm. Vào ban đêm này, tại sao chúng ta ngáp và tại sao những cơn ngáp thì lại lây lan này, thuốc ngủ giúp ích hay là cản trở này, rồi uống một ly rượu trước khi ngủ có giúp tôi ngủ ngon hơn không, tôi có thể làm gì nếu không thể tránh được tình trạng thiếu ngủ. Lai thấy cuốn này cho tụi mình rất nhiều kiến thức hay ho về những cái sinh hoạt đời thường của tụi mình á, theo góc nhìn khoa học thì nó sẽ như thế nào. Có một chủ đề rất là hay này, kiểm tra điện thoại ngay khi tỉnh dậy có ổn không, tôi nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng. Trời ơi, những cái vấn đề mà rất là thường thức đời thường. Theo là cuốn này Công Tử Mồ Côi. Ồ, cũng là một cuốn sách mà rất là khó đọc tên tác giả. Cuốn này thì là Nam chọn cho Lai, Nhã Nam kinh điển nha mọi người. Cuốn này đại loại nói về một chàng trai sinh trưởng trong một gia đình rất là nghèo. Cứ tưởng là cuộc đời của chàng trai này sẽ trôi qua nhẹ nhàng yên bình như vậy thôi, nhưng rồi một ngày phát hiện ra là ồ, hóa ra mình là công tử Fauntleroy, là cháu trai kiêm người thừa kế duy nhất của bá tước xứ Dorincourt của nước Anh. Trời ơi, tự nhiên một ngày đẹp trời phát hiện ra mình giàu. Ước gì. Thế là khi mà chàng trai này mới đến đoàn tụ cùng ông nội của mình, nhưng mà hóa ra cái cuộc sống giàu có cùng với ông nội của mình á thì lại không hạnh phúc bằng cuộc sống khi mà nghèo khó với mẹ đầy tình yêu thương. Đó thì đây là một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình này, về tình bạn này, tình thân, và về sức mạnh phi thường của tình yêu thương và sự tử tế. Chấm dứt thói trì hoãn của tác giả Peter Lockwood và Angela Stricker. Ở đây này có cái logo của Phonos này mọi người, mọi người thấy không? Cuốn này ấy là sách giấy của Phonos ấy mọi người. Lai rất là bất ngờ luôn, tại vì trước giờ Lai toàn quen với hình ảnh Phonos là sách nói. Hôm vừa rồi khi mà team Phonos nhắn cho Lai bảo là sẽ tặng Lai một cuốn sách giấy thì Lai cũng tranh thủ họ luôn. Thì đúng là các bạn từng có xuất bản một cuốn sách giấy trước đây rồi, và đây là cuốn thứ hai nha mọi người. Nhưng mà thật ra cái việc mà xuất bản sách giấy ấy không phải là điều mà Phonos quá là chú tâm. Chỉ khi nào mà có một vài đầu sách rất là hay ấy, mà Phonos mua bản quyền này, xong rồi dịch này, rồi phát hành làm cái thứ từ A đến Á rồi, thì mình cũng phát hành luôn sách giấy. Vậy nên là những cuốn như thế này giá bìa cũng khá là cao nha mọi người. Với cuốn này nhá, nhỏ nhỏ như thế này thôi mà giá bìa là 328.000 lận. Được
cái cuốn này đọc rất là hay, mọi người like đọc và like thấy thích lắm luôn ấy. Nói về việc mà làm thế nào để mà tụi mình có thể chấm dứt thói trì hoãn, trong này tác giả có giải thích cái định nghĩa của trì hoãn là như thế nào, sự khác biệt giữa trì hoãn với lại lười biếng và đang tận hưởng cuộc sống ấy, những cái cách làm sao để mà mình bớt trì hoãn. Rồi tác giả cũng cung cấp cho mình những cái công cụ, những cái biểu mẫu để mà tụi mình có thể từng bước xây dựng những cái thói quen làm sao để mình không có còn trì hoãn nữa ấy. Lai đang đọc được một nửa rồi mọi người. Cuốn này đọc nhanh lắm tại vì nó nhỏ nhỏ mà cũng rất nhiều trang minh họa mọi người. Và cuốn này thì có rất nhiều kiến thức hay ho, rất là phù hợp cho những bạn nào mà hay suy nghĩ là thôi để mai rồi làm cũng được. Toàn bộ đống này là sách mà anh người yêu mua cho Lai. Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh tiếp. Trời ơi, dạo này mua rất là nhiều sách tiếng Anh, không biết năm nay có đọc thêm được cuốn nào không? The Universe of Us của tác giả Lang Leaf. Thì cuốn này hôm bữa Lai đi Hải An thấy rất là xinh ấy. Không biết tại sao nhưng mà từ lúc mà nhìn thấy cái bìa là đã thấy mê rồi mọi người. Đây là sách thơ nha mọi người, nó như thế này này. Xong rồi mở ra đọc một vài dòng thì thấy nó rất là dễ thương. Cuốn sách này xoay quanh chủ đề về tình yêu vũ trụ giữa chúng mình. Và với Lai, khi mà Lai đọc thử một số dòng trong này ấy, thì Lai cảm thấy từ ngữ của cuốn này cũng hơi khó đọc với mọi người. Có nhiều từ mình không biết lắm mọi người. Nhưng mà thôi không sao, đọc mỗi ngày vài trang, đọc từ từ dần dần thì cũng rất là ok. La 4 cuốn sách mà hôm bữa Lai đi hội sách xuyên Việt, Lai đã đăng vlog lên trên TikTok cho mọi người rồi. Giá trong chiến lược kinh doanh, cuốn này Lai mua bị hố mọi người. Ở đấy thì người ta để là quầy sách đồng giá từ 50 đến 70 hay gì ấy, quên mất tiêu rồi. Nhưng mà nói chung là Lai nghĩ là giá sẽ rẻ ít nhất là tầm 50% giá bìa. Tại vì lúc người yêu tính tiền thì Lai không để ý, Lai đi lon ton ở đâu ấy. Cái lúc ra về coi bill lại thì cuốn này giảm giá có 25% thôi. Còn mắc hơn là mình mua online nữa, nhưng mà thôi lỡ rồi. Thì cuốn này nói về giá trong kinh doanh, như là có phải lúc nào cũng giảm giá 50% là tốt không, rồi tại sao Starbucks lại không bao giờ giảm giá hết. Kiểu nó đưa ra cho mình những cái chủ đề rất là hay ho, xong rồi nó làm cho mình tò mò ấy. Theo là cuốn này 60 giây vàng trong bán hàng của tác giả David Lorenzo. Đừng bán hàng, hãy bán chính mình. Ồ, câu này nghe lạ quá. Hãy bán chính mình. Thì cuốn này Lai mua tại vì giảm giá còn có 30.000 thôi mọi người, rất là rẻ luôn. Đây là bản hướng dẫn chi tiết về phương pháp bán hàng hiện đại, chẳng những giúp bạn bán được hàng chỉ trong vòng 1 phút mà còn khiến khách hàng tự động tiếp tục tìm đến bạn. Cái này ai mà làm sale, nhân viên bán hàng đủ các thứ thì rất là cần cuốn này ha. Thật ra mình cũng không mong là sẽ bán hàng được trong 1 phút, nhưng mà muốn làm sao để mà có thể làm khách hàng tự động tìm đến mình này, hoặc là mình có thể có những cách nào đó để mà mình tiếp thị sản phẩm của mình tốt hơn ấy. Người yêu thấy Lai mua hai cuốn này rất là bất ngờ luôn, bảo ủa em đọc sách kinh doanh hả, sao đợt này mua nhiều sách lạ luôn vậy. Mua thì mua thôi, bao giờ đọc thì ai biết. Tiếp theo là cuốn này Ánh lửa trong cho tàn của tác giả Sabatahi. Cuốn này mình mua là tại vì FOMO mọi người, hôm đấy coi clip mọi người đi hội sách ai cũng mua cuốn này hết, tại vì giảm giá 60% lận. Mà Lai nhớ là cuốn này Lai cũng từng nghe review các bạn khen rất là nhiều. Đây là trong danh mục kỳ ảo giả tưởng nha, chứ còn nói về cụ thể thì Lai cũng không biết là cuốn này viết về cái gì. Xong rồi kể mọi người nghe, hôm bữa ấy, lúc mà Lai tìm lại trong cái hòm sách bí mật của mình ấy, thì Lai mở ra và phát hiện là Lai đã có cuốn này rồi. Vậy là cuốn này Lai mua dư đó mọi người. Chuyên gia mua sách dư nó không hiểu luôn. Cũng may là giảm giá 60% nha, chứ cái này mà mua giá bìa chắc không một dòng sau. Tiếp theo là cuốn này rất là dễ thương, Suy đến nơi nghĩ đến chốn, cuốn số 2, Họ đáp triết học dành cho các bé từ 7 đến 11 tuổi. Mở ra dễ thương lắm mọi người. Mọi người nhìn này, toàn bộ là sách tranh, đầy trang minh họa như thế này, dễ thương ơi là dễ thương luôn. Hôm đấy lúc mà Lai mở ra một vài dòng thì có những cái câu như là này: chia sẻ không phải lúc nào cũng là điều dễ dàng, tiền ấy hạn rất là hữu ích, nhưng không phải lúc nào tiền cũng làm nên hạnh phúc, công thức của hạnh phúc nữa này. Kiểu những cái chủ đề này thì Lai cảm thấy là rất là thú vị ấy. Xong rồi, bạn có bao giờ thắc mắc đi học để làm gì không? Đấy, kiểu nó là những vấn đề rất là hiển nhiên, nhưng mà nhiều lúc tụi mình cũng thắc mắc nhưng mà lại không có được câu trả lời. Nhà có con em nhỏ, xong rồi con em của mình hay hỏi những cái câu hỏi mà rất là khó trả lời như thế này ấy, thì mọi người rất cần những cuốn sách như thế này. Ô, Lai thấy tụi mình đọc những cuốn này rất là dễ thương và cũng rất là hay ho, thú vị lắm mọi người. Còn đây là sách mà Lai mua từ hội sách AZ đợt vừa rồi. Ôi, hôm rồi Lai đi hội sách AZ nhưng mà không có đọc thông tin đó mọi người, kiểu như là đi làm về cái là tạt qua, thế là bị lỡ với một tin. Mọi người mà coi TikTok đợt vừa rồi ấy, thì có những chiếc túi sách 59k, 99k, xong rồi cái là mình cứ dép sách vô miễn sao là dép
đầy cái bọc đó thôi, là ra tính tiền là 59k hoặc là 99k gì đó. Thì Lai cũng không hy vọng gì ở những cái quầy đó, tại vì mình đi là cũng ngày thứ 3 rồi. Nhưng mà su cà nem một cái ấy, mọi người, tức là trong khung giờ vàng ấy, toàn bộ sách nhà AZ sẽ được giảm giá 50%. Nhưng mà Lai đâu có biết, đâu có đọc thông tin, đâu có biết đâu. Mà sách mà Lai lựa thì hầu hết đều chỉ giảm có 30% thôi mọi người. Cũng khá là tiếc, kiểu như là đi về rồi, đăng clip lên rồi, mọi người mới vô, mọi người bình luận thì Lai mới biết. Vậy nên mọi người lần sau đi hội sách thì hãy check thật là kỹ thông tin nha, giờ vàng này, xong rồi mua khung giờ nào là giá rẻ này, quà tặng là gì, nhớ check thật là kỹ để mua cho rẻ ha. Đầu tiên là cuốn này, Bình An Giữa Những Ngổn Ngang của Doris Ong. Đây là một tác giả rất là lạ, Lai chưa đọc sách của Doris Ong bao giờ. Nhưng mà trong này thì là trang minh họa dễ thương như thế này này. Xong rồi mỗi trang thì nó sẽ đi về một chủ đề nào đó, như là mất tập trung, làm bạn bận rộn cả ngày nhưng mà không có xong được việc gì hết này, biết đâu nhờ thách thức mà bạn phát hiện ra mình mạnh mẽ. Những cuốn như này thì đọc chủ yếu để giải trí thôi mọi người. Everything Beautiful của tác giả Ella Francis Sanders, Tìm Về Và Kết Nối Với Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn Quanh Ta. Cuốn này thì hôm bữa lúc mà mới phát hành Lai đã để ý rồi tại vì rất là xinh ấy, đúng cái kiểu sách mà Lai thích ấy mọi người. Hôm đấy đi hội sách thấy giảm 30%, chốt đơn. Trong Lòng Bình Yên Chính Là Hạnh Phúc của tác giả Kim Hanson. Lai nhớ không lầm, cuốn này là cuốn mà hồi trước mà Bai Chi đã giới thiệu cho Lai. Chúc Bạn Một Ngày Ấm Áp, Gửi Bạn Cái Ôm Dịu Dàng Từ Gấu Chữa Lành Gondon của Go Eun Chi. Cuốn này ấy, Lai từng đi nhà sách, từng thấy rồi, rất là dễ thương. Mà giá bìa của em này khá là cao, 169, cho nên là phải đợi hôm nào có giảm giá rồi mới mua. Hôm bữa Lai mua cuốn này cũng là giảm giá 30% này mọi người. Trong này cũng là tranh minh họa như thế này, rất là dễ thương. Vai cũng khá là giống với cuốn Trái Tim Người Lớn Là Con Hào Mang Vỏ mọi người. Kiểu nó là tranh minh họa dễ thương nhưng mà nó lại viết về những cái chủ đề giúp cho tụi mình chữa lành ý. Vẽ Chút Yêu, một cuốn siêu cưng luôn mọi người. Thì trong này vẽ về những hình ảnh và một số câu chữ về đủ mọi thứ hết mọi người, tất cả mọi chủ đề, có gia đình này, có cuốn cưng này, có bạn bè, có người yêu đó. Đơn giản là vẽ chút yêu, vẽ lại tất cả những cái điều mình yêu thích trong cuộc sống thôi. Liệu Phép Nhận Thức Hành Vi, Sức Mạnh Của Sự Thay Đổi Thói Quen. Cuốn này Lai mua là tại vì giảm giá rất là nhiều mọi người. Hôm đấy hình như giảm giá 60-70% gì đó. Lai có mở ra đọc thì thấy là tác giả viết cái giọng văn cũng rất là hợp với Lai. Xong rồi cái cách mà tác giả viết về một số cái gợi ý cũng rất là hay này, như là phiếu giá trị và hoạt động, tức là ở đây họ sẽ chia ra các chủ đề trong đời sống của tụi mình, như là các mối quan hệ này, tín ngưỡng này, học tập và công việc, sức khỏe thể chất, trách nhiệm với gia đình, thú vui giải trí, Làm Phụ Nữ Không Khổ Tí Nào của tác giả Kim Oanh. Chị Kim Oanh ấy, Lai từng gặp chị một lần hôm mà chị mời Lai đi ra mắt sách là Think Clean. Hôm đấy gặp chị Oanh ấy, Lai rất là ấn tượng luôn, tại vì chị Oanh cực kỳ dễ thương vậy, cho mình cảm giác là chị Kim Anh rất là tôn trọng những bạn mà chị mời đến buổi hôm đó. Thật sự là Lai cảm thấy rất là bất ngờ, tại vì lần đầu tiên Lai đến một sự kiện sách mà được ban tổ chức sắp xếp sẵn chỗ ngồi này, xong rồi tặng quà này, xong rồi còn tỏ một thái độ là người ta biết mình là ai và người ta rất là trân trọng cái sự hiện diện của mình ở đó. Cái kiểu buổi hôm đó mang lại cho Lai một ấn tượng cực kỳ sâu sắc luôn mọi người. Cho nên là Lai rất là thích chị Kim Anh, cảm thấy chị ở ngoài đời cực kỳ dễ thương. Nhưng mà chị rất là giỏi mọi người. Xong rồi Lai mua cuốn này là chủ yếu để ủng hộ chị ấy. Nhưng mà lúc mà Lai lướt một vài dòng thấy cũng rất là hay mọi người, tại vì Lai thấy là giống như thời của ba mẹ mình ấy, Lai cảm thấy làm phụ nữ rất là khổ luôn mọi người. Giống như hình ảnh mẹ của tụi mình ấy, là mẹ sẽ phải làm hết tất cả mọi việc nhà, chăm sóc con cái nữa, xong rồi cái gì cũng đến tay mẹ. Nếu mà đặt Lai trong cái hoàn cảnh giống mẹ như vậy chắc là Lai sẽ không làm được mọi người. Mình có rất nhiều thứ, mình có nhiều mục tiêu, mình có nhiều cái mong muốn muốn làm trong đời này, làm sao để mà mình có thể dành cả cuộc sống của mình để mà hy sinh cho con cái này, xong rồi hy sinh cho gia đình này. Lai cảm thấy nó là một cái sự hy sinh mà quá sức tưởng tượng với mình ấy. Thì đó, cho nên là những cuốn như này cũng khá là thú vị. Làm Phụ Nữ Không Khổ Tí Nào, làm sao để mà làm phụ nữ nhưng mà không khổ mọi người. Lai đọc dòng ở sau cho mọi người ha. Hạnh phúc không phải là một sự may mắn mà là một sự lựa chọn. Định mệnh của phụ nữ không phải là sinh ra đã khổ, sinh ra đã thiệt thòi vất vả. Thái độ sống mới là thứ quyết định số phận. Cái cách tư duy như thế này rất là hay. Rồi tiếp theo là một bộ sách Đốm Lửa Diệu Kỳ. Bộ này thì Lai mua được giảm giá 70% lận, rất là xịn sò. Hôm đấy ở hội sách thì có một bộ là đã bóc siêu sẵn rồi, cho nên là Lai có mở ra lướt lướt một vài trang thì thấy ở trong toàn bộ sách đều là tranh minh họa có màu và là bản song ngữ mọi người, một bên tiếng Anh một bên tiếng Việt. Trong này thì có ba cuốn sách là Bác Nông Dân Và Con Quỷ này, Hansel và Gretel và Cô Bé Bén Xiêm, đều là những cuốn truyện mà rất là kinh điển rồi. Bóc xịn sò xinh đẹp như thế này mua được với một chiếc giá có 100+ thôi, rất là xịn. Và cuối cùng là một cuốn sổ mà Lai được tặng cho hóa đơn trên 700 kin. Đó, vậy là vừa xong Lai đã giới thiệu cho mọi người toàn bộ sách mà Lai đã mua cũng như là Lai được tặng trong khoảng đầu năm vừa rồi. Một lần nữa rất là cảm ơn hội anh chị em bạn gì cũng như là các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách đã luôn yêu thương dành tặng cho Lai rất nhiều cuốn sách mới. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem đến đây. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của nhà Lai. Bye bye.